bạn đã quay trở lại kênh Thu đây. Hôm nay mình có một ít mè gà, mình sẽ làm món mè gà xào rau răm. Xin mời các bạn vào bếp làm với mình nhé. Nguyên liệu của mình chỗ này có 400g mè gà, một chút rau răm, một chút rau mùi, một chút hành lá, chỗ này khoảng 50g gừng, một củ hành tím, 7 tép tỏi to, một quả ớt, ớt này không cay, một củ cà rốt, một nhánh sả và các gia vị thông dụng vẫn có trong nhà bếp mà các bạn hay làm. Bước đầu tiên rất quan trọng đó là bước rửa sạch cái mè gà này đi. Mình sẽ cho vào mè gà này là một thìa canh bột mì, một thìa canh giấm, một thìa canh muối, đổ nước vào, bóc thật sạch. Mình rất hay dùng bột mì để rửa các loại thịt. Nếu làm như thế này các bạn sẽ tránh được các mùi còn hôi ở trong thịt. Cái mè gà này nó to, chính là mè của con gà Tây các bạn nhé. Sau khi rửa bằng nước lạnh, mình lại đổ vào trong phần mè gà này rượu trắng, bóp nhiều lần nữa. Và các bạn hãy kiểm tra nếu mà còn có những cái màng màu vàng ở bên phía bên trong của mè gà này này thì các bạn phải lấy ra hết. Đây là cái phần đựng thức ăn của con gà này. Và những cái phần mỡ màng hoặc rát xước ở đây là các bạn lấy hết vứt đi nhé. Mình lại rửa lại rất nhiều lần bằng nước lạnh. Bây giờ chúng ta sẽ khía mè gà theo chiều dọc và sau đó trần nước sôi. Sau khi trần xong chúng ta mới đi thái các bạn nhé. Số gừng này mình lấy 1/3 để đi trần mè gà. Nồi nước trên bếp đã sôi, cho một ít gừng đã thái nhỏ đập dập, một thìa cà phê muối, cho chỗ mè gà vào trần. Trần thế này mè gà sẽ rất là sạch, rất nhanh các bạn nhé. Chưa đến 1 phút các bạn khi thấy nước sôi lên là ok, tắt luôn bếp và các bạn cho những miếng mè gà vào nước lạnh luôn. Với mục đích chúng ta trần thế này để cho miếng mè gà nó cứng lên, sẽ thái được một cách dễ dàng. Ngâm trong nước lạnh khoảng 1 phút. Mình lại tiếp tục bóc nốt cái chỗ gừng này thật nát ra. Tỏi cũng băm luôn và cho cùng vào đĩa gừng, thái nhỏ sả. Sả. Tiếp đó là hành, cho vào đĩa chung với tỏi, gừng và sả. Giờ chúng ta sẽ chuyển sang để thái những cái mè gà này. Chúng ta khía theo chiều dọc này thì bây giờ chúng ta sẽ thái nhỏ theo chiều ngang các bạn nhé. Các bạn chú ý khi khứa cái mè gà các bạn không khía đứt, thì khi chúng ta cắt trông tạo thành những cái hình như thế này các bạn này, trông như hình hoa. Đã thái xong, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang ướp. Ướp mình chỉ sử dụng các gia vị thông dụng, không có cái gì đặc biệt cả. Ướp một thìa cà phê hạt nêm, một nửa thìa cà phê muối gia vị, một nửa thìa cà phê đường, một chút nước tương, khoảng một nửa thìa cà phê. Giờ chúng ta đảo đều lên. Tiếp đó mình sẽ ướp vào, đây là một thìa cà phê dầu hào, một thìa cà phê tiêu. Các bạn nếu ăn ít tiêu thì các bạn sẽ điều chỉnh cái chữ lượng này nhé. Ướp trước thế này khi xào nấu nó sẽ nhanh hơn, ngon hơn. Sau đó mình sẽ cho vào đây một thìa cà phê dầu, hai thìa cà phê rượu trắng. Thời gian ướp 5 đến 7 phút các bạn nhé. Và trong thời gian đó chúng ta sẽ đi chuẩn bị một chút rau thôi. Ở nhà mình thì vào lại ăn ít ớt cho nên hôm nay mình sử dụng không có ớt, hầu như không có. Mà mình chỉ tăng cái lượng gừng lên thôi các bạn ạ. Quả ớt này là ớt chỉ là để làm đẹp thôi chứ không hề cay. Củ
cà rốt này đã được rửa sạch, mình sẽ cạo một ít cà rốt để mình làm cho nó đẹp cái phần món xào của mình. Mình cắt khúc làm ba. Rau mùi mình sẽ cắt khúc như thế này thôi, không cắt ngắn quá các bạn nhé. Sau đó là hành lá cũng được cắt khúc luôn. Rau răm các bạn nhặt bỏ cận già, cuống của rau răm các bạn sẽ cắt ngắn đi một chút và sợ nó cứng. Còn cái phần lá chúng ta cũng cắt khúc. Cái phần chuẩn bị của chúng ta chỉ có thế này thôi, rất đơn giản đúng không các bạn? Cho vào chảo là 3 thìa canh dầu, hành, gừng, tỏi, xả, băm đã chuẩn bị sẵn cho vào để phi thơm. Để lửa to, phi cho nó vàng thật thơm các bạn nhé, thơm phải thơm nước mũi luôn đấy. Rồi cho toàn bộ chỗ mề vào để đảo lên. Phải để lửa to để cho khi xào cái món này nó sẽ không bị chảy nước. Cho vào trong món xào của mình một thìa canh rượu, thơm lắm. Khi nhìn những cái miếng mề này nó bớt cái phần đỏ các bạn ạ, nó đang chín dần rồi đấy. Cái phần thái của mình này nó bớt dần phần đỏ, mình cho cái chỗ ớt thái mà cho cà rốt vào luôn, và rốt bào mỏng, rất là mỏng cho nên là nó rất nhanh chín, trông cho nó đẹp mắt. Có thể không cần dùng cà rốt, các bạn dùng ớt không cũng được, lượng ớt của các bạn sẽ nhiều lên, nhưng hôm nay nhà mình nó không còn, nó chỉ còn một quả thôi. Dùng cà rốt vào cho nó đẹp luôn. Trông cà rốt cũng đã chín rồi, để cho thêm một chút tiêu. Mình dùng khá nhiều tiêu bởi vì ở đây mình không dùng ớt. Mình thấy nếm của mình này thế này là vừa vặn rồi nên mình không bổ sung thêm gia vị nữa. Còn tùy theo từng gia đình các bạn sẽ bổ sung thêm gia vị cho nó vừa vặn nhé. Đã chín rồi, mình xào đã được 5 phút. Bây giờ mình sẽ cho toàn bộ rau răm, hành lá và rau mùi vào và đảo luôn. Rồi cho ra. Món rất là ngon, ăn cơm ngon lắm các bạn ơi. Mà ăn thì nên ăn nóng nhé. Thơm mùi rau răm, mùi ngon lắm. Rau răm xào vào món mề này thì rất là hợp. Mình vừa làm xong món mề gà xào cùng với rau răm, tỏi, gừng và xả. Một món ăn rất là đơn giản nhưng rất là ngon các bạn ơi. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn hãy ủng hộ kênh của mình nhé, bằng cách like, chia sẻ, đăng ký kênh để giúp mình phát triển kênh. Ấn chuông để sớm nhận được những thông báo khi mình có video mới. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công nhiều trong cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. Ngon lắm.